Rồi chuẩn bị, tất cả sẵn sàng, 1 phút 30 giây để xóa đi số nợ 2 triệu rưỡi của ông hai. Bắt đầu rồi, ta cấy đi. Cấy đi chị, cấy đi. Đúng rồi. Cấy đi càng nhanh càng tốt. Chào các bạn, hôm nay An cùng với một số anh em lắp đặt hệ thống tưới vườn cây sầu riêng tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Mà mời các bạn cùng theo dõi nhé. Chàng nước đông đưa nhớ người xưa từng ở